Tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip về thử thách ăn quất không nhăn mặt. Thử thách hơi khó khăn. Và không chỉ riêng một mình tôi đâu, và sẽ có một bạn đồng hành cùng tôi trong hết clip này. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, bây giờ tôi sẽ ăn trước. Thằng bà gọi là giờ đó cho họ thấy đây. Tôi ăn trước. Ăn 3 quả luôn. Cái đóng đóng rồi đóng rồi à thế là nhà các bạn cái đâu thấy đi uống nước bằng nước bị cay cấp được mày sao sao phát biểu cầm nghỉ rồi phát biểu cầm nghỉ rồi cảm giác cũng rất chi là thốn luôn ạ. Rồi mình sẽ chào các bạn, hẹn các bạn trong clip lần sau.